K10 nha. Thì lâu lắm rồi mình không có đi câu cá, thì hôm nay mình sẽ đi xuống biển Cần Giờ, mình sẽ câu một loại cá chỉ có là vùng biển mới có thôi, đó là cá dồ biển. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại giới thiệu mọi người cần câu nha. Đây thì mình có hai con câu tay, mình mới vừa móc mồi vô nè. Thì hôm nay mình sẽ câu bằng mồi hà, hôm qua đi bắt hà được mười mấy con mà để tới sáng chết hết còn mấy con, mới mua thêm tôm. Đây tôm, đây là tôm bạc mất đó. Thì mình có đeo theo 4 cần lận nhưng mà ở đây thì mình không có câu máy được, chỉ câu hai câu tay thôi. Đây câu máy nè, hai câu tay hai con máy. Thì mình câu ở cái điểm này là người ta nuôi hào, ở ngoài kia là cái biển, ở đây là cái rạch nó chạy vô đây đó, mấy cái thùng đó là người ta nuôi hào đó. Bây giờ mình sẽ bỏ xuống những cái thùng đó đó mình câu, tại vì ở đây á nó có một cái dĩ hào nhưng mình câu máy không được, mình chỉ câu tay thôi. Thì ở đây đặc biệt nó có cá ngát đĩa với cá cháp nè, rồi cá dầu biển, mà đa số cá dầu biển nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ xuống cực tay nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cần chút. Đó, cái này cá dầu biển nhiều lắm, nếu mà nó chịu ăn mình giật không kịp luôn á. Bỏ xuống cây này luôn, nó quợn, nó quợn nè. Đây thì đa số cái là dùng biển là nhiều. Bây giờ mình sẽ chờ đợi nó ăn. Kia cũng có hai ông đang câu ở ngoài dĩ hàng đó, hai ông đang ngồi câu, mình câu trong đây. Vô mấy cái khẹt đó thì mấy cái khe mà của nó dĩ hàng thì cá nó lớn hơn, còn đây cá nó nhỏ hơn. Ở ngoài đó cá nhiều khi 700-800 cái ký luôn, còn ở trong đây thì nhỏ hơn. Mình bị cản hay gì vậy? Dính dính nữa, trời ơi, có cái nóc chết rồi, cái nóc nó dĩa mồi rồi. Cây này nó mới kỹ cái đây nè, mày nghe mày, dồi đổ một con. Một con mới hàng, trời ơi, nó bự. Đây, cá dầu biển, trời nó quạt quá trời được. Đây, một con đầu tiên nè, mày thấy không, bỏ cá dầu biển, còn đây là mình chập cái lại kìa. Đây, được một con nó hàng đầu tiên. Đó, cái dầu biển thì mọi người thấy không, ở trên lưng nó có sọc ngang ngang. Đó, ở đây thì nó giòn giòn cái này, mà ở ngoài dĩ ngoài kia nó bự hơn, ngoài kia cả ký luôn. Đó, ở đây thì lớn hơn chừng cái chút xíu. Đó, được con nó hàng. Rồi, để mình tháo nó ra nha, con nào bỏ mồi trực tiếp. Đây, mới dịch luôn, được một con cá nóc nữa nè, trời ơi. Nửa ký gãy cần mẹ luôn rồi, còn cái cần thì bị đứt lưỡi. Trời ơi, chín con cá mà gãy cần này chết rồi. Đây còn có dầu biển chà bá luôn, gãy luôn, nằm ở ngoài đó bự bự bự, nằm mấy cái dĩ hào. Đây, được một con, quá trời bự luôn, gãy cần.
Dạ, để mình thay cần cái móc. Giờ mình đi quanh đây, bên kia bị cá nóc nó phá quá rồi. Quanh ở chỗ cái trống trống này coi. Kia có đầu của cá nóc là nguyên một bầy luôn. Cầu sát với hào này nè, mới có cá lớn. Nước giờ nó đang ròng. Đó, cái biển nó nằm ngoài kia. Cá nóc dễ quá rồi. Chạy vậy. Trời ơi. Chết. Cá nóc không. Này sao cá nóc dữ thật. Nguyên cặp cá đu luôn. Ủa gì. Cá nóc luôn. Đâu mà nó kéo đây nguyên bầy dữ rồi trời. Chết rồi cái này cái mồi nào chưa nổi. Nguyên bầy luôn. Trời ơi. Nãy giờ cá nóc nó phá quá trời phá rồi. Này cá nóc quá trời cá nóc. Cái này nó đang nhịp nhịp nè. Lâu. Vô. Rồi, dính hàng. Rồi, bằng cái con nãy nữa rồi. Bằng cái con thứ hai à. Ây da. Cái dây dài quá. À, cái dây rồi. Ây da. Ây trời. Ây, trời ơi. Chết chàng dướng vô đây rồi. Ây, bằng con nãy luôn. Bằng cái con mà nãy gãy cần luôn. Ôi, quá đã luôn. Trời ơi, hên. Rồi, dính mép luôn. Đây ở con cá dầu biển này ở trên lưng nè, rồi sao nè, nó có một cái sọc ngang ở dưới thì trắng, nó bóng. Ủa, hai con quá đã, con này chắc ở 4 lạng à. Dính vô ngắt rồi, hay quá đã luôn. Hay được 2 em. Đây, cái túi nè, túi nãy giờ được 4 con rồi, 2 con bự 2 nhỏ. Con nhỏ nãy bấm máy không kịp nên mình không có quay luôn. À, nè, cái con bự nãy nè, cái gãy cần nè, mà 2 con này ngang ngang à, với 2 con nhỏ nữa. Bữa nay đáng lẽ còn nhiều lắm mà bị nó phá quá rồi phá. Thì con cá nóc á phá quá trời. Rồi dướng gai nữa. Để mình tắt máy coi, bị dướng cái gai rồi. Rồi đây nãy mình câu ở dưới biển gần giờ thì dính được có 4 con cá dồ biển thôi. Rồi mình đang dọc bên kia kìa. Thì trên đường về thì mình ghé cái cầu này nè, mình câu chút xíu nữa tại vì muốn hết hà, muốn hết ấy rồi, còn có chút xíu à. Thì mình câu đây 2 chừng máy, không có câu tay. 2 chừng máy này thì mình vẫn câu phao luôn, tại vì ở đây là cái bờ kè. Đó, ở đây toàn là lưới thôi. Ở lưới B40 nè, người ta chạy dài ra muốn bờ kia. Ở đây mình câu chìm không được, nếu câu chìm được ngon. Dính cá lớn ở đây thì có cá ngát gốc thôi chứ không có cá dầu biển. Thì mình vừa xuống 2 tuần ở đây cần với cái hàng cần nè, cái phao nó chạy dài giống một người kia. Giờ mình sẽ đợi cá ăn nha. À, câu chút xíu nữa coi có cá không. Giờ còn con miếng hà nữa, nước thì nó đang lớn. Nãy giờ ngồi cả buổi trời mà không thấy con cá nào hết, mà đi hết cá thẻo rồi. Nãy cái dạng nó nhỏ, nó thấp quá, nó dính vô cái dĩ. Bởi đây câu nguy hiểm lắm, chì lửa đi liên tục luôn, mai mà câu phao bị dính. Nãy giờ cái buổi trời không thấy con cá nào. Qua đây để mình quay cho người xem vừa nước người ta mới vừa chở lên giao cho người ta nè, một đống mấy trăm hoài luôn, quá trời luôn, còn dễ sợ luôn. Hoài nào hoài nãy chập bá luôn đó, một đống luôn, quá trời luôn. Khi người ta đốn dừa người ta mới muốn cái ta biết dừa vừa ăn á, người ta chặt đây, ta chặt xéo đây nè, này dưa trong nó dễ dẻo rồi vừa ăn nè, đó quá trời ngon luôn. Cái này đợi người ta lại chở nè, ở dưới vô lãi người ta mới đốn lên, quá trời đất. Hồi nào đấy hết hồn đó cho bự. Để mình câu đây chút xíu nữa coi, coi nó ăn nó măng mà chắc đi về quá. Ở dưới biển gần giờ câu ngon mà đều con mấy con cá nóc nó dễ quá. Vì ông nội còn một chút xíu mồi tính về đây câu kiếm bầy về con cá ngát nhỏ nhỏ hoặc út. Còn miếng mồi miếng hà mà nãy giờ cái buổi trời không thấy ăn luôn.
À, bây giờ mình sẽ tắt máy, mình đợi coi nó ăn, mình sẽ bấm máy qua cho người xem. Thành quả từ sáng giờ nè, 4 con cá này mình câu ở dưới biển gần giờ nè. Cái này kêu bằng cá dầu biển. Đó, trên lưng thì nó nâu nâu, nó có sọc ngang ngang. Đó. Con cá này bự dữ lắm, ngon. Tới kiếm mấy 2 kg tại vì mấy con cá lớn người ta đánh lưới hết rồi. Bữa nay dính được có 4 con. Hai con này một lứa luôn nè. Hai con nhỏ nữa. Thì nãy về cái cầu mình tính câu cá ngát với lại câu nhưng mà bị vướng vô mấy cái dĩ á, bị đứt lưỡi với đứt thẻo giáo rồi, thôi về luôn chứ hết mồi luôn. Đi từ ngày nay được có 4 con quải thì đi xa quá trời xa mà con cá nó vẫn còn sống luôn, đi mấy chục cây số luôn. Giờ vẫn còn sống luôn. Đó, cá này mình ăn cũng ăn một lần rồi, thì mình có đi câu với tái đồng viên đi một lần câu chỗ điểm đó, mà lúc trước câu dính cá nhỏ được cá lớn. Bữa nay được cá lớn, dính con gái cần câu luôn. Rồi thì chắc mình sẽ xin dừng clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ mình nha. Rồi chào tạm biệt mọi người.